Bác ơi, giờ cháu sẽ hướng dẫn cho bác cái cách sử dụng cái máy răng ma, máy sấy dầu này nhá. Răng ma này ITA 6S ạ. Máy vừa có đề vừa giật tay luôn bác nhá. Rất là nhẹ nhàng ạ. Rất là dễ sử dụng nhá. Đây ạ, thì máy chúng ta đã hoàn thiện, nói chung là phần trăm cũng phải lên đến 90% rồi. Có một số chi tiết thì nói chung sơn nó còn nguyên bản, chúng cháu cũng không muốn sơn lại ấy. Rồi là máy móc chúng cháu đã rửa sạch sẽ hết rồi, các buồng lọc dầu, lọc nhớt, rồi là các nhớt máy nhỉ, nhớt hộp số, hộp sên chúng cháu đã. Hả? Đấy, các bình dầu, bình viết là chúng cháu đã xúc sạch hết cho bác rồi nhá. Còn là các nhớt máy chúng đã châm, chúng cháu đã châm vào rồi này. Nhớt hộp số máy nó châm rồi, nhớt hộp số sên kéo sới chúng đã châm vào rồi cho bác rồi nhá. Bác chỉ nói chung là cái này về bác chỉ việc sử dụng thôi. Còn sai thi thoảng thì bác có thể là thay nhớt máy hoặc là châm thêm nhớt máy cho cháu thôi. Có phải thế ạ? Rồi ok, bây giờ cháu sẽ hướng dẫn cho bác cái cách sử dụng này. Nó thì cũng đơn giản thôi bác nhá. Ở cái chỗ trung tâm điều khiển này thì nó cũng đơn giản này, nó đầu tiên là nó có cái đây công tắc đề này. Công tắc đề đâu nhá. Công đề tí nữa cháu sẽ bật đề cho bác. Đây có tầng nhanh tầng chậm này. Đây tầng nhanh này, tầng chậm này. Đó, nó có tầng nhanh tầng chậm bác nhá. Đây này. Cái cần này là tầng nhanh tầng chậm này. Gạt về trước là tầng nhanh này, gạt về sau là tầng chậm bác nhá. Đó, bác nhớ giúp cháu. Đây có cái tay ga đây, ga đây. Cái máy này là máy dầu, nó không có công tắc tắt máy bác nhá, nó chỉ có tay ga, bác cứ về ga nhỏ hết cỡ là nó sẽ tắt máy. Đó. Còn đây nó có cái điều hướng này, bóp bên trái này, bóp bên phải này. Đó, bóp trái phải này. Đấy, rồi là cái này là gài côn này. Phanh này, phanh đúng không? Đấy, cái này là phanh này. Đấy, rồi là gài côn này. Và chạy đấy, tức là gài côn là mình mới chạy được, còn muốn không hết chạy là bác về mo. Đấy, khi mà đề nổ thì bác nhớ bác về mo hết tất cả cho cháu nhé. Bác về mo hết tất cả cho cháu. Bác về mo hết tất cả cho cháu. Đấy, bác phanh lại về mo hết tất cả cho cháu. Đấy, nó đơn giản thôi rồi. Ok, bây giờ khi mà đề nổ ấy, trước khi đề nổ bác nhớ là đây bình ắc quy, để cháu chỉ cho bình ắc quy đây. Bình ắc quy của cháu đây bác này, bình ắc quy đây nhá. Cháu gắn bình ắc quy ở đây. Bây giờ đề là nổ luôn đấy ạ, bình mới đét luôn nhá. Đó. Các chi tiết này rất là sạch sẽ rồi. Đẹp đẽ, trơn tru cho bác các cái tấm xốp cách nhiệt này. Đệm êm này. Sơn chưa rồi. Đó. Bình dầu bình xăng là chúng cháu đã rửa sạch, chúng sạch cho bác. Chả là sơn rồi nhé, theo yêu cầu. Chúng cháu đã xịt sơn cho bác để chống rỉ này. Đó, các cái tấm bửng này còn nguyên bản, chúng cháu không có làm gì cả. Thì chỉ yêu cầu bác là xịt sơn chống rỉ mấy cái bộ phận này, chúng cháu đã đánh hết rồi nhá. Đấy, tay lái này nó cũng có sơ cho bác để bác yên tâm. Đó, máy móc là rửa sạch sẽ hết nhá. Nhất nhất là bác đầy đủ hết, bác chỉ việc dùng thôi. Nói chung máy này bây giờ về bác chỉ việc dùng thôi chứ không còn phải làm gì cả. Rồi ok, bây giờ cháu sẽ hướng dẫn cho các bác cách sử dụng này, cái cách dập đề nổ này. Đây đề nổ, khi mà đề nổ lên ấy, thì bác nhớ kéo ga lên giúp cháu, kéo ga lên đó, rồi bác bật chìa khóa thôi. Đây, bật chìa khóa này rất là đơn giản đúng không ạ, rất đơn giản đúng không ạ. Đấy, máy đề nó hay ở cái điểm đó mà rất dễ sử dụng các bạn. Đấy, nói chung là cái đề của cái màn này thì nó rất là đơn giản thôi, nó chỉ cần bình ắc quy nó còn điện hay không nó sẽ đề nổ. Còn nếu mà bình ắc quy nó hết điện thì bác có thể chuyển qua chế độ là giật tay cũng được. Đó, tắt máy. Bác giật tay đấy. Đấy, nó có giật tay như này. Giả dụ cái trường hợp mà bác để lâu bác không xài nhá thì cái bình ắc quy nó sẽ hết, nó cạn điện, nó hết điện á, nó hết pin. Thì bác đây nó lại có chế độ này. Giật đấy ạ, đúng không ạ? Giật như máy xăng luôn. Rất là dễ rồi, thử thao tác giật nổ cho bác. Khi giật nổ thì bác nhớ đóng nghe. Rất đơn giản bác nhé. Đây, tắt đi đề lại cho bác nghe tiếng nữa. Tắt đi đề lại. Rồi đây tôi sẽ bật đề nổ lại cho bác cái nữa này. Này đấy, khi đề nổ là bác nhớ kéo ga lên này, kéo ga lên nhá, rồi bật công tắc nữa. Rất đơn giản bác nhé. Rất là đầy đủ và liền lào quá nhá. Đấy, nguyên vẹn như thế này. Rất là đẹp luôn ạ. Ôi, cho chạy sới cho bác đi, cho chạy sới cho bác. Gài xuống sới này, gài xuống sới này. tầng chậm này, đó, tầng nhanh này, đó, sẽ quay nhanh hơn tí, rồi ok,
ok ok tắt máy đi. Ok, cảm ơn bác rất là nhiều nhé vì đã mua máy bên công cơ của chúng cháu ạ. Cháu cũng còn rất là nhiều dòng máy dầu, thời gian tới vẫn hay về những dòng máy dầu như thế này thì những các bác nào mà cần những sản phẩm như thế này thì cứ liên hệ cháu nhé, qua số điện thoại là 0326536152 ạ. Cứ kết bạn Zalo và gọi trực tiếp nhé, chúng cháu sẽ tư vấn cho hoặc là đến cửa trực tiếp tại cửa hàng chúng cháu tại Đắk Nông nhé. Ok ạ, cảm ơn bác nhé.